Cô bé nhìn Dương khỏe không? Đúng là người khổng lồ đúng không? Bây giờ mình sẽ mặc hết một lượt áo ba lỗ trước nhá. Đây là chiếc áo ba lỗ đầu tiên. Ba lỗ dưới mặt hơn cả. Một chiếc. Không biết mặc được bao nhiêu chiếc. Muốn tìm áo ba lỗ mặc trước. Đây một chiếc ba lỗ. Ba lỗ màu trắng. Thứ hai.
thì sao? Nóng. Nóng à? 16 chiếc áo mặc trên người là bị chảy nóng. 16 chiếc áo. Ủa, căng rồi, khó mặc rồi. Cố lên. Hai bố con Dương sẽ lập kỷ lục nhá. Là đứa trẻ mặc nhiều áo nhất Việt Nam năm 2017. Đúng rồi. Anh đấy, 6 đây tuổi. Là chiếc thứ 16. 16. Wow. Ủa chú? Căng rồi. Cái bé đấy à, người Dương to gần bằng người bố này này. Đấy. To gần bằng người bố này. Mới vượt được 16 chiếc thôi nhá. Ê, được đâu? Đi nữa. Chiếc áo thứ 17. 17. Tay thôi, không mặc được nữa. Bây giờ Dương sẽ dừng tại đây. Trên người Dương lúc này là có 21 chiếc áo. Nếu mà không nhìn mặt thì không thể nhận ra Dương là các bé à. Con đưa xoay một vòng thế nào. Trong vòng ít phút Dương đã trở thành người khổng lồ. Dương đang đi ra ngoài đường. Các bé nhìn Dương khỏe không? Đúng là người khổng lồ đúng không? Đi vào chỗ anh Nam chứ anh có nhận ra con nữa không? Ơ anh Nam không nhìn ra Dương có cái điểm gì khác à? Dương để yên anh đếm. Không đúng đâu, phải gấp 3 lần như vậy. Đếm cho ba cho cái nhá. Mấy rồi? 2. Đúng 21 cái không? 21 19 20. Đúng 21 cái, đúng không? À, bố phỏng vấn Dương nào. Sau khi mặc 21 chiếc áo, Dương có thấy nóng không? Nóng không? Nhiệm vụ của con là ôm quần áo về. Bây giờ Dương phải ôm 20 chiếc áo về. Ôi chơi được con kìa. 21 đây. Ôi
ông chào mấy anh ấy, bố con mình về luôn nhá.